Rồi, xin chào cả nhà ha. Hôm nay em gửi lời chúc sức khỏe tới các quý khách, cô chú anh chị em, bạn bè thân mến gần xa ha, đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Cái con này là con gì em cũng chẳng biết luôn, có lẽ là cam, có thể là quét cam hay là camera gì quá ha. Nó có ri nè, xả xe tớp đầy đủ ha. Con này rất là nặng nha, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin. Đây còn tem luôn, mà đặc biệt em này là da băng luôn. Con này thì em bó tay luôn. Cái nguồn á, cái nguồn là kiểu này nè, thua, không có đường, không có thấy dây nguồn nữa rồi ha. Đây da băng đàng hoàng nha, 8.4 đó, bảo camera Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh gì nè. Cam kết là nguyên zin, còn lên nguồn nha. Đó. Em cũng không biết dùng làm gì luôn, rất là nặng. Ok ha, quý khách cô chú chị em nào có nhu cầu liên hệ với Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger giùm em qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.